Trân trọng kính chào khán giả Người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Từ Thủ Đô với Nguyễn Văn Khanh. Hôm nay là ngày thứ tư, 31 tháng Giêng 2024. Xin chào anh Khanh, chúng ta chỉ còn đúng 11 tháng nữa. Anh Khanh, một tháng qua anh làm được gì? Anh Khanh, anh kể cho khán giả nghe coi. Đi Đức một tháng rồi anh Khanh. Dạ vâng, đúng ạ. Thưa anh Đô Dũng, trước hết là từ Washington một lần nữa, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cứ xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Đô Dũng. Đúng như anh Đô Dũng nói là đã đi Đức được một tháng rồi. Những người lớn tuổi thì bảo là hay quên. Hồi sáng nay, sáng sớm nay cháu nội tôi cũng hỏi: ông nội biết hôm nay là ngày gì không? Tôi bảo hôm nay là ngày 31 tháng Giêng, tháng 1 năm 2024, là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên. Cái cháu tôi bảo: ô, vậy ông nội là như vậy, là ông nội còn thông minh, ông nội còn nhớ dai, ông nội không có bị Alzheimer. Nhưng mà ông nội biết là chỉ có 11 tháng nữa thôi là ông nội lại sẽ gặp, là nhà mình là Happy New Year. Đó, thành là cháu tôi nói là như vậy. Đó, đúng là như vậy, thưa anh Đô Dũng. Một tháng trời trôi qua, mà tôi phải thú thật với anh một điều rằng là cho đến giờ phút này thì anh hỏi tôi là đã làm được những cái gì. Tôi nghĩ rằng là đã làm được, tôi nghĩ làm được hai điều. Mà cái hai điều này là năm nào tôi cũng hứa. Và rồi đến sau, và trong 6 năm trời vừa qua thì tôi thực hiện được. Tức là năm nay tôi bảo chứ năm nay tôi cũng sẽ không hút thuốc trở lại. Năm nay tôi cũng sẽ không uống rượu trở lại. Và y hệt như là năm chúng tôi đi từng bước từng giai đoạn một. Thì năm nay, tức là năm 2024, nó có 12 tháng. Thì ít nhất là cho đến ngày hôm nay là đã qua được một tháng, tức là qua được 1/12. Và tôi thấy là đó là cái điểm mà tôi hãnh diện nhất. Nhưng mà nói là hãnh diện là cho vui, chứ thật sự ra là tôi biết là tôi cũng bị ép chứ không phải là đùa. Lý do rất là dễ hiểu, là cô con dâu của tôi có bảo với chú: bố ạ, chúng con sẵn sàng mời bố về nhà ở chung với chúng con. Nhưng mà nếu mà chú bố muốn về ở thì bố phải hứa với tụi con một điều là bố phải không hút thuốc. Thật ra là bởi vì tôi không hút thuốc để cho tôi được gặp cháu nội tôi hàng ngày, được làm Uber chở cháu nội đi học, đón cháu nội về, vân vân và vân vân. Và tôi coi đó là những cái gì mà tôi đã làm được lớn nhất trong vòng 31 ngày vừa qua. Cái chuyện thứ nhì cũng lớn không kém, tức là trong 31 ngày vừa qua thì thấy ngày nào anh Đỗ Dũng cũng ăn hiếp tôi. Nhưng mà tôi cũng đã hứa với tôi một điều là thôi cứ để cho anh Đỗ Dũng ăn hiếp, mình cứ cười tươi, mình cứ vui vẻ, chứ mình không ăn hiếp lại anh Đỗ Dũng. Mà bây giờ nếu ăn hiếp lại anh Đỗ Dũng thì chắc là cũng không được đâu. Anh Đỗ Dũng trẻ hơn tôi, anh Đỗ Dũng khỏe hơn tôi, anh Đỗ Dũng to con hơn tôi. Thành ra thôi cách hay nhất là nhường nhịn anh Đỗ Dũng. Đó cũng là một cái điểm mà tôi cũng đã hứa với tôi, và tôi đã thực hiện được 1/12 của năm 2024. Bây giờ xin được trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng của chúng tôi. Hai điều anh nói đó thì tôi phải công nhận cái điều mà bây giờ những ngày cuối trong cuộc đời anh mà anh được ở với cháu nội anh là anh hạnh phúc vô cùng. Tôi không biết bao giờ tôi mới được. Ra đương nhiên. Có điều thứ hai anh nói là rất là oan cho tôi. Lý do là bởi vì tôi nhà tôi bị vợ tôi ăn hiếp thì tôi phải ăn hiếp lại anh thôi. Thì đó đương nhiên. Anh muốn tôi không ăn hiếp tôi thì anh về anh gặp vợ tôi, anh bảo là đừng ăn hiếp anh Đỗ Dũng nữa thì tôi tha cho anh. Nhưng mà tôi tha cho anh thì được. Thấy không? Nhưng mà Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát là không tha ông Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng Nội an của Mỹ. Ngày hôm nay là Ủy ban Nội an của Hạ viện cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã bỏ phiếu 18-15 thông qua, coi như là điều khoản sẽ đưa ông này ra để mà trốn thuế. Vì hai cái tội: thứ nhất ông này làm mất lòng tin, thứ hai ông đã không tôn trọng luật pháp, để cho di dân bất hợp pháp và di dân nói chung tràn qua biên giới của Hoa Kỳ quá nhiều. Trong tài khoá năm nay, năm vừa rồi 2023 nó tính tới khoảng 2,4 triệu người, nó tăng dần. 2021 đó thì nó khoảng chừng cỡ 2 triệu, 2022 nó khoảng cỡ 2,1 triệu, 2,2 triệu, 2023 là 2,4 triệu. Đó. Dạ vâng. Thì thưa anh, cái chuyện này nó cũng xảy ra vào cái thời điểm mà Cộng Hòa và Dân Chủ cũng như là ông Biden đang căng thẳng với để biên giới, bây giờ chưa biết đi về đâu. Và tôi với anh cũng nói cái chuyện này rất nhiều trong những ngày qua, bây giờ nó đang trở thành vấn đề nóng bỏng nhất ở trong chính trường Hoa Kỳ, và nó trở thành cái điểm chính trong cái vấn đề bầu cử Tổng thống cũng như là Quốc hội năm nay. Câu hỏi đầu tiên với anh, cái anh là người ta bảo rằng là Cộng Hòa làm cái chuyện mà xuất phế ông Mayorkas, Bộ trưởng Nội an, chỉ là cái trò hề thôi, bởi vì không giải quyết được vấn đề biên giới. Anh nghĩ sao về chuyện này?
Tôi cũng nghĩ là như vậy, thưa với anh Đỗ Dũng. Tôi nghĩ rằng là nếu mà giải quyết chuyện biên giới thì không có chuyện chốt phái ông bộ trưởng này rồi sau đưa ông bộ trưởng khác lên, và rồi ông có lại cũng thực thi y hệt cái chính sách mà chính phủ Biden đưa ra, thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, chẳng đi đến đâu cả. Tôi không không dám vội vã gọi đây là một cái trò hề, nhưng mà tôi thấy là cái đòn chính trị này thì đúng là một cái đòn chính trị quá dở. Tôi cũng phải xin thưa với anh Đỗ Dũng có hai điều. Điều thứ nhất là trước tiên là Đảng Cộng Hòa Hạ Viện họ không nhắm vào ông Tổng trưởng Bộ An ninh Nội địa, mà người mà họ muốn nhắm đến là ông Joseph Biden, là đương kim Tổng thống của Hoa Kỳ. Chuyện đó thì cả thế giới này ai cũng biết, hay ít nhất là cũng cả nước Mỹ này ai cũng biết, nhưng mà họ không làm được là bởi vì ngay từ thời của ông Kevin McCarthy là lúc đó là cứ đếm phiếu đi đếm phiếu lại không đủ 218 phiếu để mà ủng hộ cái đề nghị là đưa ông Biden ra luận tội. Thành ra rốt cuộc sau là họ họ nói thôi, bây giờ là không không đủ phiếu của ông Biden thì bây giờ nhắm vào ông Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, và họ rất vui là họ có đủ phiếu để mà họ làm cái điều đó. Và cái điểm thứ nhì nữa là liên quan đến lại ông cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump, vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Tôi thấy rõ ràng là họ làm là theo ông để làm hài lòng ông Donald Trump, chắc chắn là như vậy. Và cái điểm này thì tôi phải thưa là không phải là chỉ có một mình tôi thấy, không phải là chỉ có một mình Đỗ Dũng thấy, không ở mà có thể cả thế giới hoặc là ít nhất là cả nước Mỹ ai cũng biết điều đó. Tức là ngày xưa lúc mà Đảng Dân Chủ còn nắm khối đa số ở Hạ Viện thì là mấy anh chị Dân Chủ đã gây khó khăn cho đàn anh Donald Trump của chúng tôi, thì bây giờ chúng tôi có cơ hội thì chúng tôi phải gây khó khăn cho chính quyền của đàn anh Joseph Biden của các anh. Đó là cái câu chuyện nó là như thế. Tôi cũng thấy là ai cũng nói rằng là chúng tôi là không có bao giờ là trả thù chính trị không vân vân và vân vân, nhưng mà khi mà báo chí hỏi thì người ta bảo chúng tôi làm là làm cho luật pháp, làm cho người dân. Tôi thấy là đây cũng là một cái chuyện đáng chú ý, một cái chuyện khá buồn cười, nhưng mà dẫu sao chăng nữa thì phải đồng ý với Đỗ Dũng 100% mua bầu cử. Và bây giờ là người ta nhìn thấy rõ ràng là cái câu chuyện của về vấn đề immigration, về vấn đề di dân, về vấn đề biên giới phía Nam giữa Hoa Kỳ và Mexico, nó là cái đề tài nóng bỏng nhất. Cuộc thăm dò, những cuộc thăm dò mới nhất cho các hãng thông tấn thực hiện cho thấy là ít nhất là 60% cử tri của nước Mỹ họ bảo rằng là nếu mà là dưới quyền của ông Donald Trump thì họ tin là ông Donald Trump làm hay hơn ông Joseph Biden. Và khi mà những cái cuộc thăm dò đó thì như vậy cho chúng ta thấy như vậy thì Đảng Cộng Hòa sẽ còn ghè ông Biden trong những ngày sắp đến cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc, thưa anh Đỗ Dũng. Nếu mà như anh nói như vậy đó thì Đảng Cộng Hòa không dám chốt phế ông Biden, mà đi bây giờ chốt phế ông mà Mayorkas, vậy chẳng khác nào giận cá chém tớt. Và đó là một cái điểm. Điểm thứ hai nữa là coi như là Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện không làm gì cả, tối ngày cứ đi làm cái chuyện mà nó không tới đâu. Bởi vì ta cũng biết là ngày hôm nay bên Thượng Viện họ cũng biết là có đưa cái vụ này của Mayorkas qua bên Thượng Viện thì họ Qua cũng bên cho kia vô này thùng cũng rác. làm cũng vâng Mà đúng đó rồi. là chưa kể là chưa chắc đủ phiếu ở tại Hạ Viện nha. Hồi nãy anh bảo là đủ phiếu Vâng. là nó là đủ phiếu ủy ban thôi, nhớ ủy ban thôi, Đúng vậy. chứ ở Hạ Viện chưa chắc đủ phiếu. Và có thể là nửa chừng cái vụ này là chỉ hạch hoẹ chơi vậy thôi, rồi cuối cùng cũng chẳng đưa đi tới đâu cả. Nhưng mà chúng ta biết rõ cái chuyện đó, và chúng ta biết là nói rằng là như vừa rồi anh Khanh bảo là ông Trump làm hay hơn ông Biden, chuyện đó thì thực ra là cái người dân Mỹ, họ cử tri Mỹ mà tin vậy thì tôi xin lỗi là hơi 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 thiếu thông tin, nếu không muốn nói là bị dốt về thông tin. Bởi vì chúng ta biết là ông Trump làm hay là bởi vì nhờ title 42, không có title 42 Vâng, đâu có chặn cái được ai nhiều, cũng đúng nhìn thấy không? rõ ràng. Dạ Anh nhớ vâng. là tôi có nói với anh trên chương trình này là muốn mà bây giờ chặn Đúng thì vậy. phải kêu CDC tuyên bố là chúng ta bị Là lại COVID-19 COVID trở đó. lại. Dạ vâng. Nhưng Vâng, mà thưa anh, với lại sáng nay xin phép được ngắt lời anh Đỗ Dũng ở vâng đây. Vâng, thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán giả, anh Đỗ Dũng bảo bây giờ Đảng Cộng Hòa mất nhiều thì giờ Hạ Viện chẳng làm gì cả, chỉ làm những cái chuyện là cứ truy tố ông này, truy tố ông kia, làm những cái chuyện mà không đi đến đâu hết. Thì thưa với anh, hồi trưa nay thì là đã có tờ The Hill có đưa ra một cái bài báo, trong đó là họ có nhắc nhở đến những nhân vật đã từng nắm bộ Nội Am dưới thời của ông Bush, là thời Cộng Hòa trước đây, và họ lên tiếng, họ bảo rằng là Đảng Cộng Hòa làm như vậy không, trước hết là không có được cái chứng cớ rõ ràng, và cái điểm thứ nhì
là vội vã quá chẳng, hay là chỉ cố ý để mà tìm cách mà gây khó khăn cho chính phủ Biden mà thôi, và cái kết quả là không có đi đến đâu cả, như đúng đúng như anh Đỗ Dũng nói. Và họ còn đưa ra một cái điểm nhắc nhở, họ bảo là mấy ông bà dân biểu Cộng Hòa ơi, nếu mà quý vị mà cứ làm tiếp tục như thế này, coi chừng đến cuối năm nay, tức là vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, quý vị sẽ mất cái khối đa số. Tôi thấy đó là một cái lời cảnh báo rất là lớn, một cái lời cảnh báo rất là quan trọng. Và tôi hy vọng là những người lãnh đạo Đảng Cộng Hòa cần phải lắng nghe, đặc biệt nhất là cái trường hợp người mà phải chú ý đến những cái lời nhắn gửi, những cái lời nhắc nhở của những thành viên Đảng Cộng Hòa, không ai khác hơn chính là ông Chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson. Ông Mike Johnson phải nghĩ như thế nào chứ, tôi thấy làm như thế này thì không có điều gì không lợi, mà đôi khi là còn mang họa vào trong, mang cái hại vào trong người, thưa anh Đỗ Dũng. Vâng, cái người mà anh nói là ông Michael Chertoff, cựu Bộ trưởng Nội an dưới thời ông Bút Con. Đó. Ông có cảnh cáo bảo là không nên làm cái điều này. Vừa rồi anh Khanh nói một điều rất quan trọng, tức là ông Mayorkas đó, ông có thất bại trong cái chuyện này cho nó cũng là do ông nghe theo cái lệnh của ông Tổng thống, đúng không? Dạ, bởi vâng, ông thành viên vậy. Nội các. Thì cái chính sách này đó, người dân Mỹ đó là chính sách này là chính sách sai lầm và thất bại của ông Biden, chứ không phải của ông Mayorkas. Đúng vậy. Ông Biden khi mà tranh cử á, hồi trước đây ông từng nói mà nếu quý vị cảm thấy bị đàn áp, bị gọi là hà hiếp ở nước, quý vị đến đây. Thì quý vị cứ đến đây. Đó, đó là lỗi Biden. Mà bây giờ anh đi anh chấm ông Mayorkas thì thưa anh nó không đúng. Đó, gọi là giận cá chém thớt. Nhưng mà thưa anh, sáng nay tờ Nhật báo The Wall Street Journal, một tờ báo bảo thủ nổi tiếng của Mỹ, cái hội đồng chủ biên họ có viết cái bài xã luận, tôi có đọc, không biết là tôi không biết anh có đọc hay không, họ dạ, vâng, lên án cái chuyện này. Dạ, vâng. Họ bảo là có đem ông Mayorkas ra chốt phế không giải quyết được vấn đề biên giới. Họ bảo đây là thất bại của chính sách chứ không phải của cá nhân ông bộ trưởng. Bởi chính sách này là cái chính sách chẳng hạn như là bắt rồi thả, là catch and release, anh thấy không? Vâng. Cứ đưa cho người ta vô mà anh không thể trục xuất người ta được. Anh phải thả người ta ra là anh hẹn ngày ra để mà xử, coi là anh có đủ tiêu chuẩn ở lại không. Đúng vậy. Và cái này thì các tiểu bang cũng đã kiện lên tố cáo viện, mà tố cáo viện đã phán quyết là 8-1 là không có sai. Đó. Rồi cái chuyện mà cái chính sách mà Remain in Mexico dưới thời ông Donald Trump, ông nói là vì cái vấn đề Covid-19 nên quý vị đến đây rồi chúng tôi ghi tên quý vị về bên Mexico chờ tới ngày ra tòa. Tới thời ông Biden đó, thì ông áp dụng chính sách thì cũng bị tôi cao viện nói là anh không được làm như vậy. Bởi vì anh hết Covid-19 rồi. Đúng không? Thành ra ông Biden phải để cho người ta ở bên đây. Mà không còn remain in Mexico nữa mà remain in Mỹ. Đó. Thế thì anh nhìn phần nào đó có lỗi tại tôi cao viện. Có đúng không? Tại sao? Tôi thấy là cái... Đúng là anh công nhận với tôi không? Dạ. Vâng, đúng vậy thưa anh. Và tôi thấy cái chuyện này là chắc chắn là do họ do có các tiểu bang họ cũng sẽ kiện nhau. Chẳng hạn như là tiểu bang Texas mà đưa người sang bên đưa những người nhập cư lậu sang bên New York, hay là tiểu bang New York, rồi cuối cùng trước hết là họ bực bội, và cái điều thứ nhì sau đó là cũng sẽ tìm cách để mà họ kiện New York, kiện Texas. Tôi tin là tối cao pháp viện sẽ có rất nhiều việc được phải làm trong năm 2024. Cho đến khi mà giả sử như ông Biden có trở lại thì lại kiện tiếp, và giả sử như là ông Donald Trump có trở lại thì thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán giả, tôi thật tình là tôi cũng không biết là ông Donald Trump ông sẽ quyết định như thế nào. Có thể là ông Donald Trump bảo là tôi là tổng tư lệnh quân đội, tôi là tổng thống, thì tôi ký một cái sắc lệnh đóng cửa biên giới. Tôi rất thật với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, bây giờ mà ông Trump ông loan báo đóng cửa biên giới là chắc chắn là ông sẽ bị kiện ra đến tối cao pháp viện. Thật ra trước đây thì người ta bảo tối cao pháp viện không có việc làm, nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là tối cao pháp viện có quá nhiều việc được phải làm, thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Thì chung quy lại đó là chính sách di dân của Mỹ là thất bại toàn tập, đúng không? Rồi mỗi người diễn giải một cách thế này cách thế kia, và rồi lên ông tối cao viện ông cũng chỉ lòng vòng ở đó. Bởi vì cái ông mà chính mà làm cái chính sách là ông quốc hội thì lại không làm. Vâng. Anh không làm rồi anh cứ để cho tiểu bang hiểu thế này, liên bang hiểu thế khác, ông Biden hiểu thế này, ông Trump hiểu thế khác,
rồi chính ông bà tối cao về lại hiểu khác nhau, nó cứ làm và làm vòng như vậy. Ờ, thưa anh, đúng anh nói đúng là bây giờ ngay cả ông Trump đây làm tổng thống không giải quyết được vấn đề, và chúng ta đều biết rằng là cái này lỗi ở tại quốc hội. Thì trong cái bài xã luận của Wall Street Journal họ bảo đó, cái cách hay nhất của mấy anh bây giờ đó là mấy anh thông qua cái dự luật mà đang được Thượng viện bàn thảo cho ông Biden cái quyền đóng cửa biên giới, rồi sau đó ông Donald Trump nếu hạn tháng 11 này có đắc cử, ông có cái quyền đó, chứ còn nếu không ông không có quyền luôn. Thì quý vị đóng góp một phần là giải quyết vấn đề biên giới. Anh Khanh nghĩ sao về cái lời mà gọi là nhắc nhở của tờ Wall Street Journal, tờ báo bảo thủ nha, cực kỳ bảo thủ, mà họ nói như thế, họ cũng thấy là như vậy. Anh nghĩ sao về cái đề nghị đó của họ? Vâng, cái đề nghị đó trước hết là chúng ta để tôi đã đọc cái bài báo đó, và khi mà đọc xong thì tôi thấy là có ít nhất là hai điều. Điểm thứ nhất, tức là ngay chính những người bảo thủ Cộng hòa mà những luật gia bảo thủ Cộng hòa, họ cũng nhìn thấy giống y hệt như tờ Wall Street Journal, họ cũng nhìn thấy như là anh Đô Dũng và tôi đã thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tức là tổng thống không có quyền đóng cửa biên giới, và đặc biệt nhất là về vấn đề di dân. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị, là chúng ta thấy rõ ràng là ông dân biểu nóng là chúng ta là nước Mỹ không bao giờ mà đóng cửa di dân, nước Mỹ là quốc gia được thành lập bởi những người di dân, vân vân và vân vân. Tức là thành ra rốt cuộc sau thì họ bảo như vậy là chúng ta nếu mà muốn sửa chữa, muốn làm cái gì thì cũng phải qua quốc hội. Tôi thấy là cái điều đó là cái điều đúng, và cái điều đó cũng khiến cho tôi nhớ lại cái câu chuyện ở ngoài hôm qua khi mà hai anh em mình nói chuyện với nhau. Và những câu chuyện trước đó anh em chúng tôi cũng đã thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cái này là trách nhiệm của quốc hội. Và ông Biden ông bảo vậy chứ, quý vị cứ ra làm ra thành luật đi, rồi sau đó tôi cam kết với quý vị là tôi sẽ ký ban hành, là điểm thứ nhất, và tôi sẽ thực hiện đúng như cái điều mà quý vị mong đợi, tức là đóng cửa biên giới. Nói sẽ ra dùng cái chữ đóng cửa biên giới, thật sự cũng không thể nào đóng cửa được biên giới, mà chỉ là cái quy định ấy là làm khó khăn hơn đối với lại những người mà muốn nhập cảnh vào nước Mỹ, và những người muốn nhập cảnh vào nước Mỹ và những người đã nhập cảnh vào nước Mỹ mà muốn xin tị nạn để mà ở lại. Nó chỉ có câu chuyện như vậy thôi. Tờ Wall Street Journal cho chúng ta thấy rõ ràng là tổng thống không có quyền, và bây giờ họ bảo quý vị nên ban hành một cái dự luật của ông Biden ký, và cái dự luật này có hiệu lực với cả trường hợp ông Biden ở lại tòa Bạch Ốc, hoặc là trường hợp là cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trở lại để lãnh đạo quốc gia, thì ông có cái để mà ông làm, chứ không thể nào bảo ông là cứ đóng cửa biên giới, ai cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sự thật không phải là như thế, thưa anh Đô Dũng. Vâng, và tôi biết một trong những cái đề nghị đó là ví dụ trong một tuần lễ mà có một ngày nào mà trên 4.000 người vào thì ông tổng thống được quyền đóng cửa biên giới. Dạ, sau vâng, khi nếu mà nó mà giảm xuống thì lại mở ra trở lại đó. Dạ, vâng. Thì cái dạ, đó vâng, là cái dự thảo, và nếu mà họ thông qua thì ông Biden hay ông Trump, ông nào làm tổng thống, Nikki Haley hay là vâng, Michelle Obama hay là Taylor Swift vâng, gì cũng được, ngay cả Nguyễn Văn Khanh của Đỗ Dũng cũng làm tổng thống cũng được luôn. Ê, tôi với anh ứng cử tổng thống được nha, đừng có đùa vâng, nha, hôm nào nói chuyện này. Bây giờ câu hỏi chót cho anh này, cái này chúng ta cũng nghe nhiều rồi, mà hôm nay tờ Wall Street Journal họ nhắc lại lần nữa là nếu mà bây giờ Hạ viện cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát mà cứ chất phế vớ vẩn tầm bậy tầm bạ như vậy, ai cũng có thể đem ra để mà đổ thừa, để mà gọi là giật cá chém thớt kiểu đó. Thì mai mốt Đảng Dân Chủ họ nắm cái Hạ viện thì họ cũng đem cái nội các của Donald Trump, giả sử ông Donald Trump năm tháng 11 là thắng, và Đảng Dân Chủ mà nếu mà thắng Hạ viện nó đổi lại thì là các nội các của ông Trump là cứ bị đem ra dần hàng ngày như thế, thì chẳng ra hệ thống gì nữa. Đó, câu hỏi chót anh nghĩ cái nhận xét của tờ Wall Street Journal có đúng không anh, thưa anh? Tôi thấy là có vẻ đúng lắm, thưa anh Đỗ Dũng. Nếu mà chúng ta nhìn lại là ít nhất là trong cái thời gian sau cái thời ông Barack Obama cho đến giờ, tức là chúng ta đã qua đến năm thứ 8 rồi, thưa anh Đỗ Dũng, thì rõ ràng cái tình hình nó là như vậy. Tình hình tức là hai bên họ không nói chuyện được với nhau, Dân Chủ và Cộng Hòa không nói chuyện được với nhau, Dân Chủ và Cộng Hòa không muốn gặp nhau để mà làm việc, và cái đó là cái sự thật. Thành ra là tờ Wall Street Journal khi mà họ nói đến cái điều này là họ cũng nói, tức là họ cũng xét là nói có sách mách có chứng chứ không phải là đùa. Đấy, nhìn coi là các vị dân cử của Đảng Cộng Hòa và các vị dân cử của Đảng Dân Chủ, những người mà họ loan báo rằng là chúng tôi quyết định tôi về hưu, chúng tôi quyết định là rời khỏi chính trường, họ nói làm sao?
cái chiến trường bây giờ không phải là cái chiến trường mà cái thời gian những ngày đầu tiên mà chúng tôi có mặt. Thật ra họ nói rằng là thật ra họ chính họ cảm thấy chán nản, họ thấy là không có, dùng cái chữ mà đúng nhất là hết thuốc chữa rồi. Thật ra là như vậy họ mới quyết định họ ra đi. Tôi thấy là điều đó là cái điều hoàn toàn không sai. Cái câu hỏi còn lại là như thế này: như vậy thì bao giờ thì là người ta mới nói chuyện là được với nhau? Người ta cứ kể chuyện là ông Ronald Reagan mời ông xếp xạ mời ông chủ tịch hạ viện là một ông dân chủ đến tòa Bạch Ốc, hai ông uống một ông ly rượu rồi ngồi nói chuyện hết chuyện gia đình đến chuyện đất nước, họ giải quyết được tất cả mọi chuyện êm đềm, coi như là bè bạn với nhau. Liệu cái chuyện đó có xảy ra hay không, nó có tái diễn hay không? Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là nó cũng có ngày nó cũng sẽ trở lại với chúng ta. Nhưng mà thưa với anh Đỗ Dũng, cái ngày sẽ đến đó thì tôi không biết là bao giờ. Tôi chỉ biết là bây giờ, đúng là bây giờ là các ông bà không nói chuyện được với nhau. Mạnh Cộng Hòa làm, mạnh dân chủ lại. Và đôi khi là họ còn nghe theo lời của những người mà đứng ở phía bên ngoài. Chẳng hạn như là ông Donald Trump chẳng hạn là như vậy. Bây giờ là họ phải làm bên Đảng Cộng Hòa của tôi, là họ phải làm hài lòng ông Donald Trump hơn là họ làm hài lòng cử tri của họ. Thưa với lại anh Đỗ Dũng. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều và cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn kỹ vào chương trình ngày mai. Tôi phải xin anh Đỗ Dũng một phút nữa để mà thưa vâng, với anh xin mời anh. Như thế này. Bây giờ nếu mà cái dự luật ở phía bên Thượng viện đang thảo luận mà được thông qua, tức là mỗi một ngày nào mà nó lên quá 4.000 người vâng, thì như trong một tuần lễ, trong một tuần lễ vâng, nếu mà cái ngày nào lên 4.000 thì trên 4.000 vâng, thì đóng cửa. Đúng vậy. Anh thử tưởng tượng mỗi một ngày có 4.000 thì như vậy là một tháng có 120.000 vâng. Và như vậy là thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tức là một năm có 1.5 triệu người chứ không phải là vâng, vâng. Đó là một con số khổng lồ. Thật ra đây cũng chỉ là cái dự luật mà tôi nghĩ là nó như vậy, nhưng mà nó vẫn ít hơn, vẫn ít hơn đó, so với năm ngoái. Năm ngoái tới 2.3 triệu, hai triệu ba. Cứ họ tính làm sao họ cắt giảm ít nhất là khoảng một nửa. Dạ, vâng. Nghe có được. Tôi nếu mà anh cắt hết là cắt không được. Thực ra cắt hết thì tôi với anh ở đây cũng mệt lắm, mà cái trái nho, trái cà chua, miếng rau nó cũng đắt, nó không ai làm. Nhưng mà vô nhiều quá thì họ cũng không thích. Thì đây là cái bức mà tương nhượng với nhau. Dạ vâng. Cảm ơn anh Đỗ Dũng và cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt Truyền hình Việt TV.